Đà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Nam Mô Sa Bà Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đông Phương Thiếu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đương Lai Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật. Nam Mô Đại Chí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thánh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Lượng Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Dược Vương Bồ Tát. Nam Mô Dược Thượng Bồ Tát. Nam Mô Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Kính lạy Giác Linh Cô Đại Lão Hòa Thượng Thượng Quyến Hạ Hoa Thượng Nhân. Kính lạy mười phương chư Phật, mười phương tôn Pháp, mười phương chư Hiền Thánh Tăng, chư Linh Đại Tổ Sư, chư Hộ Pháp Thiện Thần, Thiên Long Bát Bộ Đà Lãm Chân Thể Đẳng. Thì từ tăng đại chứng minh giáo cho tăng ni Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam. Hôm nay là ngày lành tháng tốt năm Tân Sửu. Chúng con nguyện đem công đức trì chú tụng kinh sám hối niệm Phật phóng sinh tu phúc này để hồi hướng cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật pháp hưng long, chú xứ an tịnh. Đặc biệt nguyện đem công đức này để hồi hướng siêu độ cho các oán gia trai chủ sinh linh oán khi tạo nên đại dịch virus corona SARS-CoV-2 tại Việt Nam và các quốc gia trên thế giới. Nguyện chư vị oán gia trai chủ sinh linh oán khí xả bỏ oán tâm muốn đi hận thù, phát bồ đề tâm tu tập thiện pháp, cầu sinh tịnh độ, cầu sinh trời người. Thường qua bao tốt dù sinh chỗ nào cũng gặp Phật pháp tín thọ phụng hành, tu nhân tích đức mau thành Phật đạo. Nguyện khắp nhân gian những người làm ác bất tín nhân quả, băng pha tam báo sớm hiểu lý đạo, bỏ ác làm lành, đánh giữ hành thiện, sám hối nghiệp chướng tăng trưởng thiện căn, phan bồ đề tấm tu tập thiện pháp, cầu sinh tịnh độ. Nguyện chư chúng sinh hoán na thân bình đẳng, nghiệp chướng tiêu trừ tới khi xả bỏ bảo thân đều được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn vãng sinh cực lạc, chứng quá vô sinh nhập bất thoái địa phân thân vô số biến khắp người phương, tùy theo đại nguyện rộng độ chúng sinh đồng thành chính giác. Chúng con nguyện đem công đức trì chú tụng kinh niệm Phật phóng sinh tu phúc này để hồi hướng cầu nguyện hồng ấn tam bảo, Đức Phật Dược Sư Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát Địa Tạng và chư Bồ Tát Thủy Tử chứng minh, gia hộ cho các nhà khoa học, các y bác sĩ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị bệnh dịch chủng mới virus corona SARS-CoV-2 tại các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Nguyện cầu cho các lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ, các bộ ban ngành từ trung ương tới địa phương, các y bác sĩ và nhân dân Việt Nam cùng chư toàn thế giới được bình an mạnh khỏe. Nguyện cầu âm siêu dương khánh, quốc thái dân an, thế giới hòa bình, Hưng Long trụ xứ an tịnh hải chúng hòa tu đồng về bến giác. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ, nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nguyện sinh Tây phương tịnh độ chung cửu pháp liên hoa, vì phổ mẫu hoa khai kiến Phật ngộ A